Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2022. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Bến Tre, đài Vũng Tàu và đài Bạc Liêu. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ mình với lớp 1, 1 đăng ký 1 like nhé các bạn.